cho đông sang áo tơ duyên đâu sợ chi bay màu. Em xin chúc cầu bền duyên bên nhau. Sáng xuân nay mình làm lễ cưới áo hồ cừu dành cho tương lai. Áo tân hôn đâu sợ chi đông đàn. Em xin chúc cầu tình duyên trăm năm. Phương Tài, Phương Tài, anh Kim Bình đã tới. Kim Bình, Phương Tài, Kim Bình, Phương Tài em. Anh. Dạ chào anh Kim Bình. Kìa, anh Tích Cơ. Dạ. Kính chào quận chúa Phương Đài. Dạ xin lỗi là Tích Cơ bước vào mà không báo trước. Là bạn thân thiết của Kim Bình, đâu có gì tướng quân ai nấy. Anh Tích Cơ à, anh đến đây như có gì khẩn cấp phải không? Dạ có. Có tin biên cương có biến, nên đức vua và nguyên soái Lữ Mộc Chinh hạ lệnh cho anh Kim Bình trở ra quan ải. Và đi ngay nội trong đêm nay, vì mã binh lương thực đã sẵn sàng. Do nguyên soái đích thân lo lắng, thật bất ngờ tôi không hiểu ra sao lòng bàng hoàng như vào giấc chiêm bao. Lệnh chúa truyền thông thúc binh thế đâu, sao thi hành không kịp tiễn đưa nhau. Tôi xót đau khi truyền đến tin này, thôi anh hãy lui về tôi sẽ nhận lệnh đi ngay. Dừng, xin cáo biệt. Kim Bình, anh nhất định đi ngay không chờ đến sáng hay sao? Không, em không bằng lòng sự hối thúc lạ lùng của nguyên soái. Em phải đi hỏi lại cha em. Đừng, đừng làm bằng lòng dương thúc mạc của Quy. Rồi rốt cuộc, cuộc chia ly cũng tới. Anh Kim Bình. Phương Đài. Kim Bình. Phương Đài ơi, em đừng khóc nữa. Em hãy nhìn anh cho tỏ mặt lúc chia ly. Dẫu cho lễ của làm mờ đôi mắt, em sẽ chờ anh, chờ cho tới môi mòn. Em sẽ chờ anh bằng tất cả tình xuân, người trinh nữ giống sầu xa quán. Ai sẽ mãi mãi không quên giờ tiễn biệt khúc chia ly. Khi mơ ước sắp tự thành, giữa đầu mùa xuân ai làm cho sức đổ tan tành. Đợi mấy mùa xuân sáng thôi, dầu dở dáng nhưng chưa lỡ nhịp đàn, hãy vẻ sầu thang mà đợi chờ vinh quang qua găm cài lốp đàn. Sẽ đón anh về bên em. Vâng, anh đợi em. Chiếc áo nữ hàng để tiễn người biên quan. Phương Đài, anh ơi, một tấm áo hồ cù trống lọt lụa tây giang, mùi tơ mười ngây ngây hương cỏ dài. Đường xa biên ải rét mướt tuyết sương, áo tay em sẽ là một bạn đường, tình em sẽ ấm nồng dài chiến sĩ. Bàn tay em run rẩy
như đôi cánh chim điên. Anh ơi cầm lấy tay em, biết nhau bằng một lời nguyện thủy chung. Kim Bình chào Hương Đài. Rừng em đi ngoài quang ái muôn trùng, anh như cánh nhang biên cương lạnh lùng. Anh ơi đường mịt mông xa xôi, người đi ngoài giang lý, người quê trung bắc mùa mộng nhà. Em ơi đừng u buồn chi nữa, đừng em ơi dù chia ly đừng ai bi. Kim Bình ơi em cũng không muốn có cảnh ấy bi tiễn biệt, nhưng sao hồ lấy cứ tuôn rơi thì nhớ tới đường ra biên ải giang lý sơn, khi nghìn trùng xa tầm tiếp phủ quanh năm chỉ có mùa đông. Một dũng tướng cô đơn như cánh chim bạc gió đã bay đi không hẹn buổi quay về. Dù thủy tận sơn băng, em vẫn đợi chờ anh giữ trọn câu thề. Trên chiến trận khi ngã lưng khói kiếm, anh có để lòng tưởng nhớ đến dù cách ngắn ngàn dặm quang sông, nhưng đôi hình bóng không bao giờ ngăn cách. Hẹn xuân sau vườn hoa này xôn xao tiếng nhà khác khúc tình ca tư ngộ tao phùng. Anh cũng mong mau đến mùa xuân ấy để bàn tay anh lau khô lệ. Bàn tay anh hãy ôm chặt em đi, sao em sợ cuộc chia ly nhiều bất chắc. Kim Bình lặng dáng dở lúc tiễn đưa. Mộc Chính này là nguyên soái của vua,
chỉ biết lo bên lửa không ứa điều bí lụy. Khi bình tướng quân, hãy thu xếp lại đường ngay. Mã Vinh đang đợi. Xin cảm ơn nguyên soái và xin bái biệt. Phương Đại, tạm biệt em. Kim Bình, đừng gọi lời vi thiết làm bận gót anh hùng. Kim Bình đi rồi, biết đến bao giờ trở lại. Nguyên soái, nguyên soái nói vậy là sao? Có phải chỉ vì ngài luôn luôn muốn chiếm đoạt tôi nên âm mưu tiến cử Kim Bình xá quan ấy? Phương Đại, có lẽ nàng cần hiểu thấu tâm tư quẩn khúc của tôi. Tôi đã yêu một võ tướng như tôi, tim sắt đá bỗng trở nên mềm yếu, và chỉ cần được nghe nàng nói lên hai tiếng thuận ưng, tức thì dưới chân người đẹp ta trải bao nhiêu vàng ngọc và đưa nàng lên ngôi vị cao sang. Ngài đừng đem bá quyền quy lợi danh, và cũng đừng mơ mộng viển vông, muốn thu phục tình bằng kế quỷ mưu thâm. Người đẹp à, đừng hờn dỗi và đừng lần trốn ta. Lửa bọc chết này cũng vẽ một thành quả, thầy không bao giờ thất bại biết chưa. Lửa một chiếc giỏi lắm, rõ ràng chân tướng đã lộ ra, ông là kẻ dối lừa bỉ ổi xấu xa, thì đừng hãm hại nàng quận chúa thanh cao. Thưa em, nàng đến đây ghen tuông làm nhục ta đó phải không? Ghen à? Lâu nay ông dùng quyền lực để dài dò một cô gái nô tỳ này ra sao tôi đã rõ, nên lòng tôi đeo mang một mối thâm thù. Cái gì? Kẻ nô tỳ mà dám nói thâm thù với viên thống soái à? Khi hận thù sâu nặng thì ngài sẽ rõ mặt kẻ nô tỳ. Khốn kiếp! À, nguyên soái! Quận chúa ơi đừng cản ngăn chi một bác bay biểu lộ sự tàn nhẫn chẳng thủy chung của hạng người bất nghĩa, chẳng cần che đậy gia tâm với nhiều tham vọng. Chỉ cần đạt mục đích thôi, không cần nghĩ đạo lý luân thường. Xưa đối với tôi người ta vì sai hương sống, đã dùng quyền lực mà cưỡng kết vô thế. Rồi quận chúa hôm nay người ta lợi dụng anh để rẻ thuế chia quyền đại Kim Bình ra trần, cưỡng đoạt quận ngoài việc mê đất sắc, còn mang thêm mỹ đồ vào dương dương cung mà huynh đạo. Cấm miệng lại, hãy ra khỏi đây đi, chết cha sau đó vô tình. Đừng bị xáo ngôn rủ môi ghen hờn, khó mong tha thứ. Mi chớ có nhiều lời, hãy cút đi ngay cho khuất mắt. Nhìn người ta làm đảo thương quận chúa, tôi đã đến đây rồi thì phải nói anh những gì tôi muốn nói. Cầm ngay cầm, hãy cút đi, gươm ta e khó chung tình. Chớ có dùng gươm hơi người hùng, tài chi dùng kiếm sát thương dở hiền chăn vui. Cơm đau lụy một đời khôn nguôi, hôm nay có mặt vương đài nơi đây người chớ hung hăng. Ngược trái giáng ai dầu thân tôi phải chết mai ra, cứu được tình yêu quận chúa với Kim Bình. Nguyên soái hai đêm tại mình đang dọc chung quân binh, ta không cho phép ngài dũng tướng mà giết vợ. Hãy ở dưới ta nàng chớ sợ, và bây giờ hãy theo ta về dinh sống với ta. Quận chúa muốn bao che thì hãy đi theo mà làm hầu nữ, cút đi ngay. Thưa im, theo ta. Cho mày ý vào quận chúa không thể nào thoát khỏi tay ta. Bà Bạch Nô đang tưới cây tại sao lại cười? Dạ tôi cười, vì sao tôi sống tới nay biết bao đời quan đổi thay mà tôi vẫn vui cười ở đây. Phải chăng tôi có tài hay bởi tôi
không hồn ai nói tròn không cãi lại như thế nên đời khen mụ là con. Sao mụ nói gì mau ra khỏi đây kẻo cái đầu mụ bay. Tôi đi tới đây để lo tứ cây của đại thần cử huy. Sao không tới ở đây dằn co. Tôi biết quá xin ông đừng lo nếu gan mắt ông lui bước mau đi về đi. Về đi về đi về đi. Kẻ mụ nô nói gì. Tôi muốn ông ra về khỏi vườn hoa. Hả? Mà dám đuổi ta? Dạ, đây là chỗ làm việc của tôi. Sợ lắm bẩn đồ của đại soái cho nên tôi nói vậy thôi. Chứ kẻ da bọc bạch đô này dám đâu phạm thượng. Bây giờ ta đuổi bà mau ra khỏi nơi đây lập tức. Ủa lão, chỗ này là vườn hoa của quận chúa Mạc Phương Đài chứ đâu phải của ngài đâu mà ngài đuổi. Cầm ngay, tả vệ quân. Dạ, có mặt sẵn sàng. Nhà ngươi hãy tống cổ mụ này ra khỏi nơi đây cho ta. Nếu không xong thì đầu nhà ngươi lìa khỏi cổ. Tuân lệnh, chuyện nhỏ. Mụ kia, mau đi ra khỏi chỗ này lập tức. Chỗ tôi làm việc mà, tôi không đi đâu hết. Chẳng ai có quyền mà ta xin đuổi mi ra khỏi vườn. Mụ này thiệt ngon, dám chạm tới qua có ra khỏi không. Tao không tuân lệnh mày làm gì tao được. Thì ta cho quân tống cổ bà đi. Quân, tống cổ bà này đi ra khỏi đây mau. Bạch nổ, con dám đuổi mẹ sao con? Ủa, kìa, má. Trời ơi, vậy mà nãy giờ con tưởng mụ nào. Vậy bạch nổ này xin má tha lỗi cho bản chức. Bạch nổ, trời ơi, con dám xưng hô với má là bản chức hả? Bị con lỡ làm quan rồi thì phải xưng hô vậy cho nó quay chứ má. Quan gì? Dạ, quan tả vệ. Sao tao nghe người ta gọi là tả vệ quân? Dạ, người ta gọi là tả vệ quan. Tại lỗ tai má xuống cấp mà nghe không rõ chứ. Thôi dạ thầy. Quan hay quân gì á cũng là tai sai chứ có thứ gì hả? Tai sai mà có ăn lương mà má. Ăn lương hả? Ăn lương nó hỗn láo với mẹ mày hả? Bạch nổ. Dạ. Tao bắt buộc mày á rời bỏ một chân trở về nhà lập tức. Má đừng có đuổi con của má nghe. Má để cho con phụ tưới nước cho. Má đưa cái thùng đây con tưới phụ cho má nghe má. Tưới đi. Tưới nè xịt nọ má thấy không? Dạ tưới cho má nghe mát lòng qua. Lòng má cũng mát luôn. Thùng đây nè con tưới đi. Con giờ giúp mẹ xin đừng là lộn xộn. Lỡ có bề gì chắc là con buồn. Kính chào ngài thượng công. Kính chào nguyên soái. Không ngờ nguyên soái lại thích vườn hoa của lão thần đến thế. Tối rồi vẫn còn lãng vãng ở quê viên. Dạ bẩm thượng công, quê viên thì cũng thích. Nhưng ý của bản chức là muốn vào tư dinh đàm đạo cùng thượng công. Thì gặp mẹ con mụ bạch quấy rầy. Có việc gì nguyên soái cứ nói tại đây. Dạ tôi muốn nói đến sự trung thành của thượng công cùng Dương Hãn. Thì đã sao? Vì Dương Hãn là hoàng huynh của Mạc Cửu Huy. Nhưng hoàng huynh chỉ là người anh khác mẹ. Chỉ được tiếng là dòng chánh thất. Nhưng tài cán có ra gì? Ngài thượng công hãy nhớ lại coi. Ai đã trải thân giá ngựa để giữ vững ngai vàng để Dương Hãn an vui. Thế mà người về tủ sắc vui chơi. Kẻ yên phận ngắm hoa hè bỏ dại. Nhưng hoàng huynh rất chánh trực anh minh. Anh minh mà không biết tính công ơn. Chánh trực mà buộc tình ra tội. Là sao? Trên vai của ngài vết thương còn nóng hổi vì hướng mũi tên thích khách cứu mạng vua. Vua chẳng mang ơn là tỏ ý nghi ngờ rằng chính thủ quan âm mưu thí chúa nguyên soái Lữ Mộc Chinh. Dạ, có bạn sai đang chờ nghe thượng công Mạc Cửu Huy. Một lời nói một lĩnh tiền, bạn chức sẽ tuân theo để lập lại quy quyền cho kẻ có công tự tóc xanh đến khi đầu bạc. Còn Dương Hãn thì chẳng có tài ba, cơ đồ gió một tay ngày xây dựng, mà ngày nay đành cúi đầu thờ phục. Không được, phải phế bỏ Dương Kiều, lập lại ngôi vua. Phải, nghe ngài nói tới đây ta mới nghĩ lại. Cùng với kẻ cướp công là ngu tung khờ dại. Chả có tôi là Mộc Chinh nguyên soái, quyết gì ngài mà khiến tướng Triều Bình. Nguyên soái Mộc Chinh, mộng của ta chôn chặt nơi lòng. Nay nhờ ngài khơi dậy và góp công. Ha ha, vậy là hôm nay chúng ta ý hiệp tâm đầu. Ta sẽ bắt đầu hành động trong nay mai. Hãy nắm lấy tay, đứng sát dạng nhau để mộng lớn của chúng ta thành sự thật. Và ngày mai đây,
ta là chúa tể của đại Mông Cổ hung cương. Trong kia là linh sàn hoàng nóng thể, tại cung kiều này văn võ bá quan cùng định tội kẻ thí vua. Một vị vua quay đất lộng sơn hà đã bị kẻ ác gian ra tay giết chết. Phụng dương ta nổi quan khiên bất diệt, giờ đem đầu phạm tội tế vong linh. Từ biên cương mang lĩnh phó sói hồi cung, chưa kịp trình tấu thì quân dương đã chết. Ai cũng nóng lòng bành da xẻ thịt, kẻ sát nhân cho hả giả trung thần. Dòng nó là ai cũng là kẻ phản gian, phải sự chém phân thay trăm mảnh. Dầu nó là ai cũng là tên bạo loạn, phải chịu nhục hình tứ mã phanh thay. Mũi đau này làm chấn động đất trời, như sụp đổ cả cung son thành quách. Mũi đau này ta không còn tiếng khóc, mà chỉ có hận thù xé nát mảnh hồn con. Tất cả triều đình tuôn lệ hờn căm, để góc phụ hoàng nước mắt càng dần máu nóng sôi tràn vì thù thắng. Muốn xem tận mặt kẻ nào vô đạo đi tía vua, chỉ vì lòng tham gieo tộc ta. Đã từng đánh Nam dẹp Bắc, dựng lên cơ nghiệp của tiên triều. Rồi nay nó lại thấy vua đề vô định nó diệt gì. Các cửa cung chi nó trọn quyền xuất nhập, vì nó là người tinh cần của nhà vua. Cho nên nhân một cuộc hội đàm quan trọng tại Lãm Thư Đình, nó mới thừa cơ dùng thanh đoạn đao đâm vào cổ vua cha, để kết liễu một cuộc đời dương chúa. Dê bớt khổ đau, xin hoàng tử hãy cho em tới đây. Tên thích khách đã khí vua. Trời ơi, máu đỏ tuôn rơi, thần phụ vua hoàng hoại với chết tử thương, mà công cùng con răng rối lời nào. Có lẽ phụ vương không kịp thấy kẻ thù. Bá quan văn võ, các người có biết không, đây là một lưỡi dao cán vàng cân ngọc của phụ vương tôi, trao tặng cho một viên tướng để tưởng thưởng công lao hàng mà hôm nay nhìn nó lại nhẫn tâm thi vua, làm cho tan nát loạn cả triều ca. Nhưng thưa hoàng tử, kẻ thí vua là ai? Là ai à? Là kẻ từng quỳ lễ với chân vua, mà lời trung tín luôn sẵn sàng trên đầu lưỡi. Hắn là hạ cử quý đây. Phải, chính ta là kẻ đã thi vua. Ta thi vua vì quốc hạnh bị vua bội nghĩa. Hỏi ai đã cải thân lưu mã để giữ ngai vàng cho vương hãn ăn chơi. Ai đã có lần thi mạng cứu vua, phải chịu vết tiễn thương của tên thích khách. Cơ đồ này được vinh quang hiển hách, cũng do kẻ này cùng những bộ tướng trung kiên. Thế mà vua cứ thả sức truy quan, còn ta
sống lặng lẽ trong vườn hoa tôi. Quốc hận này hôm nay đòi lại, ta cùng Lữ Mộc Chinh quyết thay đổi môi trần. Anh phản chúa hãy câm ngay, đừng kêu gào nguyện tiện, hãy yên lặng chờ hình phạt của tiền triều xử trị kẻ phản gian. Lữ Mộc Chính, ta đã lầm lạc mưu tâm, còn ta đã là một lão tướng trung quân. Lữ Mộc Chính, thôi ông đừng gào thét bất công. Thôi thôi thôi, trời đất chi công mới sớm trừ được kẻ bất trung, nhưng tôi chỉ lạc lầm bởi chút lòng tham. Lữ Mộc Chính, tôi sẵn sàng vì ơn vua, ông có còn gì mà phân mua. Hãy gục đầu mà chịu tội với vua. Quân, đưa ra ngõ môn quan béo đầu làm lĩnh. Hãy dừng tay, các người không được xử tử. Phải, con dao của cha, cha có hành động thí vua là do âm mưu của... Đánh bỏ lại! Cha, cha! Ai đã mất tiền cho hồng cha tôi không cho cha tôi nói? Ai? Cha ơi, cha! Vì quá nóng lòng quốc hận, kẻ sát nhân thí chúa mà lỡ ra tay hãy trả lời đi! Ai? Cái mưu? Dạ chính tiểu tướng tất cơ đã lỡ tay phóng phi tiễn vào mặt cửu quy để chấm dứt dòng lưỡi điêu hoa của kẻ ác gian, quyết thi vua để mưu chiếm đoạt chiếc ngai vàng. Chỉ vì dạ thắng ngai, trung quân ai quốc không muốn nghe thêm lời kêu ca sáo biển, nên đã lỡ tay rồi, xin hoàng tử hãy bao dung. Hoàng tử không hẹp lượng đâu. Ta hiểu kiều thần đau đớn, cũng như lòng này quán hận kẻ đi buồn, nên ta sẵn sàng tha thứ sự vội vàng nóng nảy của người. Hoàng tử, họ có âm mưu bịt miệng phụ thân tôi. Chứng cớ đây hiển nhiên không thể đặt biện bạch. Quân, đưa tử tội theo ta đến pháp trường xử quyết tế quân dương. Cha, 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 cha. Quân chúa, xin quân chúa bất cần đau đớn. Chuyện đã vậy rồi, đến cầu siêu độ cho thượng công. Quận chúa hãy về khuê phòng an nghỉ. Nguyên soái, giờ đây ở triều cũng chỉ còn nguyên soái nắm thực quyền sinh sát trong tay. Cúi xin ngài, cúi xin ngài hãy giải cứu cha tôi. Phước tội chết, tôi đền ơn trộm kiếp. Xin nguyên soái cứu cha tôi. Tôi lại nguyên soái. Đừng lại, đừng lại làm tổn thọ bản soái. Quận chúa cũng hiểu rằng chuyện cứu người là thói quen của bản soái, nhưng mà chuyện này động địa kinh thiên, chỉ sợ bản chức ra tay không nổi thôi. Nguyên soái, tôi cúi xin nguyên soái hãy ra ơn cứu giùm phụ thân khỏi thác quan. Ơn kia biển trời tôi khắc ghi muôn đời, vì nàng thân tôi dẫu nát tan, miễn tôi đây được tình nàng ban cho tôi mối duyên. Nguyên soái ơi đừng nói chi chuyện nhân duyên, trong khi cha tôi đã
Giang Bỉ hoàng tử Tân Dương đưa ra pháp trường sứ tử. Việc trước hết là ngày hai cứu sống cha tôi toàn mạng, thì dù thân tôi có nát tàn muôn mảnh cũng không mang. Tôi là một đóa hoa nhan sắc tầm thường, còn ngài cao quý cần chỉ hương cỏ dài, chim cũng hoàng đâu thích đầu cành tre, cho nên tôi chỉ sợ ngài khinh tôi là bụi đường dơ áo màu, chớ đâu có tiếc gì một chút đào hoa đã phai lỡ tết xuân hồng. Hương đài, nàng cần một người cha, ta có thể hy sinh dịch lại cho nàng một lý do ấy. Tại sao nàng lại do dự với ta? Một chính nguyên soái ơi, làm sao tôi có thể yên lòng khi cha tôi sinh mạng đang treo trên đầu sợi tóc, cha mẹ mất đi mong gì kim lại, chứ còn đảo vợ chồng như áo dễ đôi ai. Huống chi ngài ơi, qua dù đẹp vẫn có ngày tàn, ta còn ơn dưỡng sanh muôn thuở chẳng phai mờ. Tôi không muốn bị người ta cướp mất đi một hình ảnh tôn thờ, cho nên ngài hãy vì tôi mà cứu sống bạn cha già. Chính ngài là thanh là thần, là người ban cho tôi ơn Tây Tàu. Ngài có đủ quyền quý của thượng đế để đáp lại lòng ngưỡng vọng của chúng sanh, thì có lý đâu ngài lại vô tâm với một sanh linh đang gào thét dưới chân ngài. Mạc Phương Đạt, nàng có hứa yêu ta chắc, ta chỉ cần nghe tiếng nói của nàng, ta sẽ xả thân cứu thượng công thoát nạn. Hứa đi. Tôi hứa đi. Vâng, tôi xin hứa. Ta quyết gì nàng đích thật đi quỷ án. Hãy đợi tin lệnh. Kìa, sao nguyên soái dừng chân? Trễ rồi. Hả? Ngài bảo sao? Hồi chiến kia đã kết liễu một tử tù. Trời ơi, cha của tôi, cha của tôi đã chết. Cha. Nhưng mà Mạc Phương Đạt, hãy định tĩnh tinh thần. Mộc chính này quyết trả thù cho quận chúa. Ta sẽ lấy đồng Kha Cát đem về cho quận chúa. Kha Cát thì đã giết cha ta. Cha tôi đâu? Cha, cha tôi đâu? Ai thấy bóng cha về đâu? Cha ơi cha, con biết kiếm cha nơi nào? Cha tôi đâu? Trời đất quay cuồng chìm sâu trong đêm thơ, rung hết muôn ngàn vì sao? Con tìm cha khắp cung nhân thế, con tìm cha từng chốn chiêm đài. Cha ở đâu? Suốt đời con đi tìm cha. Mau đuổi theo quận chúa, đưa nàng về cung. Còn tên Kha Cát, ngôi báo đã thuộc về ta, còn ngươi chỉ có một con đường là chết. Quân bảo vệ hoàng cung, bắt cho được Kha Cát đem về đây cho ta. Kha Cát, hãy nhường ngôi lại cho ta. Ta không ngờ Lữ Mộc Chính là tên phản loạn. Nếu không nhường ngôi thì ngươi phải chết. Không, Mộc Chính anh ơi, anh nuôi chi lòng tham vọng ngông cuồng mà nợ đang tâm ra tay đoạt ngôi thế chúa. Nếu anh muốn chém đầu Kha Cát thì xin anh hãy giết em đi, để chấm dứt một dòng máu đã từng trải vinh quang trên khắp cõi sơn. Và chấm dứt đi tình
đậm đà. Chứ anh đừng bước thêm một bước dài phản bội để trở thành tàn nhân bất nhân. Hoàng tử Khê Kết chính là người mà em đã cầu phương yêu đương, thì lẽ nào anh lại xuống tay gươm hạ sát khi kết đời em một tình yêu tha thiết mà từ lâu em đã ôm mất trong lòng. Mộc Kiều ơi, giờ đây ngân lệ ai ân đã gây giông gió giữa lòng đôi ta. Khê Kết hoàng tử ơi, giờ phút này đây không còn đủ để ngài nâng lòng binh rinh. Đừng nghĩ giả Mộc Kiều trống trắng nặng giả yêu ai. Hoàng tử hãy đi khỏi đây ngay, để lắng xa tai họa hãy hùng. Kìa muôn giáo gươm đã dây vũ hoàng thành, tướng sĩ trung kiên đều có hàng phục. Một thân người đâu chống lại nỗi ngàn binh. Hoàng tử nhìn vào đáy mắt khổ đau long lanh ngấn lệ. Để mà thấu hiểu tình em, không hề lật tay tấu thể buổi ban đầu. Mộc Kiều hãy gian ra. Không, em không gian ra. Ca ca hoàng tử hãy đi đi, đi mau đi. Đi đâu? Tại sao anh phải đi? Khi kiếm thâm dương phủ vừa hạ nguyên, tại sao anh phải phế bỏ cơ nghiệp của tiên dương? Không, cung triều này truyền nối mấy mươi năm thì không thể giao cho kẻ khác. Mộc Kiều ơi, quá cử chỉ của em anh mới thấy lòng em chân thật. Biết rõ mọi điều phải trái xảy ra, nguyên soái Mộc Kinh chính nó đã mưu chiếm ngôi cậy tay mạc cửu quy thi chúa. Tôn đại phản gian gây tai ương đổ vỡ, làm sao trọng cung đi làm đảo lộn triều đình. Anh Mộc Kinh, con đừng anh lại kẻ chủ mưu làm phản và tham vọng ngông cuồng, có phải không? Chết rằng ta ngu si mù quáng, quá vội vàng giết chớ mà cứu quyền. Ông già bạc nhược ấy chết rồi, thì bây giờ đến phiên Kha Cát. Kha Cát, hãy chạy theo em. Wow! Hãy đuổi theo Kha Cát. Dạ. Chuyện gì bạch hổ? Dạ. Phương đầy quận chúa nổi điên đang quậy phá cung dinh triều đình, kêu nghe tên nguyên soái Mộc Kinh mau nghe đền mạng thượng công cha nàng. Rõ ràng Kha Cát giết cha nàng, tại sao nàng đòi mạng nơi ta? Đúng ngày không giết mà giật dây cầm đầu, người nghe ta nói ngày giấu tay ném đá. Phải, chính là mày, mày đã bắt cha tao. Tao đi tìm cung thấy ở đâu, đau khổ nhớ thương cha già. Phương đài, nàng đã thuộc về ta. Lạ thật, Tích Cơ đã mang tờ khải về triều tấu trình cùng Dương Hạn. Qua một tuần trăng sao vẫn bật âm tính, ta cảm thấy bồn chồn lo âu cho Dương Triều và Phương đài quần chúa. Biên cương xa xôi, dặm sông ngàn suối, mây bay chơi vơi, xa cách đôi trời. Mây ơi nhớ ngài nơi ấy, đang mơ mùa xuân thương nhớ. Mong đợi, đang mong, đang đợi, đang chờ người xưa. Bẩm tướng quân, quân canh vừa bắt được một người lạ mặt đang lén vào láng trại của ta. Đưa vô đây. Tuân lệnh.
kìa. Hoàng tử Kha Khát. Dạ. Mặt tướng Kim Bình cảm thất lễ, chậm trễ tiếp minh. Tướng quân hãy đứng lên. Tôi đến đây tìm tướng quân là để báo hung tin nơi triều nổi. Hung tin? Hung tin gì thưa hoàng tử? Kim Bình ơi, một hung tin mà thật lòng không bao giờ ta ngờ được. Do bởi lòng người tôi tham không đáy nên Lữ Mộc Chính đã xúi dục Mạc Cửu Quy hành thích vua cha để trấn giữ ngôi trời. Rồi trở mặt Cửu Quy khiến ba nội giật đưa Cửu Quy ra để đoạn đầu. Hoặc đầu ta cũng nỡ hắn là trung gian thần tử, ta không đề phòng bị hắn đưa quân đi hàm hoàng cung lẻn, rồi bắt ta đem ra hành quyết cho xong. Nhưng ta may mắn nhờ có người cứu thoát, ta lặn lội đến đây tìm tướng quân bài mẫu phục nghiệp Lữ Mộc Chinh lên ngôi bên kỳ sơn hà. Trời ơi, vui các nguyên soái khúc ngôn điều cung biến loạn, hoàng tử tôi xin lệnh của hoàng tử để về cho kinh đô. Bắc Giang thành bà mổ mật phanh tay khôi phục lại Giang Sơn cầm tô để đền đáp nợ ân vua. Không, Kim Bình, tướng quân hãy bình tâm, đừng nóng nảy mà chuốc quả vào mình. Ta cũng vội vàng nên mới làm mưu gian tặc, may mà ta thoát được nhờ sự liều thân của Mộc Kiều. Phải cần nên bình tĩnh mà bàn định kế cần dương. Nguyên soái Mộc Chinh binh quyền trong tay chiếc hải trung thần. Trời ơi, phải làm sao đây? Chẳng lẽ khoanh tay nhìn vào tan cơ hòa tiên dương? Đã mấy mươi năm gầy dựng biết bao nhiêu máu lệ của trung thần. Hoàng tử, hoàng tử có hay tin là quận chúa Phương Đài trong cơn biến loạn này sống chết ra sao? Nàng được Mộc Chinh ra tay bao bọc, chắc là nàng vẫn sống được bình yên. Thương cho tiểu thơ Mộc Kiều, vì bảo mạng cho ta mà bị Mộc Chinh bắt được. Trời ơi, Mộc Kiều đã xa lưới Mộc Chinh, còn ta nhờ bác nô giúp ta bắt ngựa và đưa ta len lỏi đến nơi này. Xin mời hoàng tử hãy vào trại dinh an nghỉ, đợi sáng mai bàn định việc khởi binh. Xin mời. Thưa tướng quân, kẻ hèn này muốn thưa chuyện với tướng quân. Vị nàng là ai? Tôi là kẻ nô tỳ bất hạnh, được quận chúa Phương Đài thương bảo bọc, và tôi trốn chạy đi khi triều đình xảy ra biến loạn. Thế ra nàng đây là Thư Yên, tỳ nữ Thư Yên. Thư Yên, người tình của nguyên soái à? Phải, tôi đã bị Lữ Mộc Chinh dùng quyền ép buộc, phá hại đời tôi rồi tàn nhẫn đuổi xô. Tôi căm hận oán thù nên định chạy đi đầu hàng kim tặc. Nàng bị phản tình rồi đau khổ, rồi chạy theo làm tái sai cho giặc, đi chi đâu sao không ngăn nổi điên cuồng? Ngài ơi, bây giờ trở lại đây không phải làm tái sai nghịch quốc, mà tôi muốn xin được quỳ dưới chân ngài để làm tên nô lệ ở biên quan, nô hầu ngài trong lúc cô đơn. Chữ nghĩa nhân
một kẻ anh hùng mà rộng lượng bao dung. Tôi, cô thương yên, tôi đã cảm thông ý nguyện của cô rồi. Nhưng cô không thể ở đây làm một kẻ tội đòi. Thư Yên, dù nguyện vọng của nàng là chân thật, nhưng ta không cần một bóng đàn bà nào dưới trướng khi lòng ta chưa có được mùa xuân. Dạ, em e rằng mùa xuân ấy không bao giờ có. À kìa, bác Nô và Thư Yên tại sao lại có mặt ở chỗ này? Và hai người vừa cùng Kim Bình bàn tính chuyện xu binh đi đâu vậy? Thời buổi nhiễu nhương này chẳng lẽ xu binh đi dạo mát? À, vậy là đi đánh giặc. Mà giặc ở đâu? Giặc ở biên cương, giặc trong triều nội và giặc ở chỗ này. Là ai? Mi khốn kiếp. Tình cờ, thật ta không ngờ ngươi làm tài sai cho tên gian ác phản lại tình bạn nghèo nỗi khổ năm xưa. Không, không có bạn bè khi ngôi thứ đã phân chia. Kẻ thì làm tướng soái, còn thằng thì làm cận vệ. Tình cờ à? Nhưng hai ta là huynh đệ. Không có huynh không có đệ. Như lúc hai thằng đi mãi võ kim cương. Tình cơ, ngươi thừa bạc vàng, thừa quyền lực mỹ nhân, còn ta thiếu tất cả. Tình yêu không có, ta oán trách, ta trách cho cuộc đời bất công ghen ghét ta. Mới yêu nàng Thư Yên nữ tỳ thì mọc chinh chim lấy mối duyên xưa, để ta quật hận nghe lòng xót xa tan nát con tim. Bị thằng Mộc Chinh cướp đoạt mối tình, ngươi không oán hận lại làm tay sai cho kẻ gian. Phải, ta chẳng cần biết phải trái ngay gian, khi cuộc đời ta không có danh, không quyền, không thế, và chẳng được tình yêu nên ta cần phải vượt lên cao để xây dựng cho ta một cuộc sống vinh sang không kém thua diện phò soái Kim Bình. Trời ơi, ta đã thiên thư danh già rối loạn duyên tình, không có lý lẽ rằng biến hay tình mà ta quyết chỉ một kiều để thay thế thương. Tức cơ này không thể làm tên tận gì vô danh, để nghe người nói chữ để huynh bằng. Ta với người đã gặp rồi hai ngà, nói chuyện với nhau bằng dao nhọn dương dài. Ta chém giết nhau có lợi gì đâu, đời huynh tan vỡ khóc hận về sau, đi theo kẻ gian hung ác hồi xó nghĩa tình, hận thù đã chia hai đứa ân oán chẳng bận gì. Tất cả ơi, ta không ngờ từ bấy lâu nay ta hết lòng biết đãi coi người như bằng hữu, bao lần vào tư ra tăng chi buồn sẽ ngọt ngào. Ngờ người những biết một lòng phản bội, đi theo kẻ trang bị ao dòng điên
mà chọn lấy một con. Nhưng con đường ấy không lẽ là con đường gian ác để biến ngươi thành con cho tí ngu si đi. Người không biết chọn lối đi, chim không biết chọn khung trời mà bay. Dài hôm đình sỏ nơi đây, rồi ngươi sẽ thấy rằng ai lầm. Tình cờ nếu ngươi nhất quyết khăng khăng theo nghịch tướng thì ta đành cắt đứt để ngủ cơm đi, đừng nói nhiều vô ích. Khoan, Kiếm Bình, đây mới là đối thủ. A Lữ Mộc Chinh, Mộ Tâu đại đế, xin đại đế đừng trị ngã khinh thường ngược nước. Ta là đại đế Mộc Chinh, ta thân hành đến đây tìm hoàng tử để rước ngươi về nối nghiệp Tiêm Vương. Hoàng tử đâu đem ra đây? Không bao giờ có hoàng tử đến đây. Và mi hãy cấm đi những lời xảo trá. Ta còn nói thêm cho Kim Bình được rồi, ta đến đây để triệu thỉnh ngươi về cho thấy mặt Phương Đại. Và nghe nàng nói lại một lời thề mà Phương Đại đã thuộc về tay đại đế. Một chân Kim Bình hãy đỡ. Tên phản phúc Một chân bị chọc chấm mới dùng được tên tay sai đâm lén sau lưng của ta. Ta đã bảo sự thảm bại đang dành sẵn cho mi ở mọi chiến trường. Bây giờ tướng binh không còn nữa thì ngươi cứ ung dung ở đây rên siết những vết thương cho tới chết nha. Còn ta đi bắt cho được tên hoàng tử để rửa hận cho ái hậu của ta. Tích cơ lùng xét. Trời, tướng quân, tướng quân đã thọ thương. Tướng quân, không, hoàng tử hãy an tâm. Dù thân tàn ma dại, dù còn một tấc hơi cuối cùng, tôi cũng diệt lũ gian thần. Tướng quân, hoàng tử hãy yên tâm. Bác Bạch Nô, hãy cùng với Thư Yên đưa hoàng tử lẫn trốn. Hãy đi mau đi, hãy đi mau đi. Tên bại tướng đừng hòng chạy trốn. Hãy quỳ xuống mà nghe thánh chỉ, quỳ mà nghe ta đọc. Võ soái Kim Bình bất tài vô lực, vừa chạm gươm đã thảm bại trước viên thuộc tướng Tích Cơ. Nay chỉ phán chức bỏ ngay chức phó soái của Kim Bình, thu hồi doanh trại, thu hồi tướng sĩ ba quân trấn ải, chuyển giao về cho Tích Cơ tân phó soái. Trời, ngẫm xét công trước của Tiên Dương, nay ban cho Kim Bình ruộng rẫy tiền nón bên ven suối cạn để quy điền, và cấp cho 10 tên gia nhân phục dịch mãn đời. Lữ Mộc Chinh đại đế, Kim Bình tung chỉ. Trời, trời đã hại tôi rồi. Kim Bình, Kim Bình. Mộc Kiều, cho ta thêm rượu. Dạ, quận chúa đã uống nhiều rồi, xin đừng uống nữa. Mộc Kiều, em bị ông vua anh bắt giam trong ngục, ta can thiệp cho vua để lãnh em ra đây mà hầu hạ cho ta. Ta thương em vì cùng chung nỗi đau của thân phận đàn bà. Ta thương em quá, sao em không thương ta vậy? Không đâu, em rất mang ơn và mến thương quận chúa. Đang sống trong cảnh nát lòng mà vẫn lo bao lạnh đêm ra. Hai chúng ta đều thân phận đàn bà, cùng đau khổ như nhau. Tình lứa đôi ngăn cách sơn hà. Ơi cô tôi hiểu cho ta, hỡi người tình muốn xa, em muốn chớ cho rồi để giữ lời thề năm xưa. Quân chúa xin đừng qua bi thương tuyệt vọng mà nghĩ đến chuyện xa lìa cuộc sống. Tuy giờ đây quân chúa với Kim Bình đôi đường cách trở, nhưng xin quân chúa hãy vững niềm tin mà chờ đợi tương phùng. Đau khổ ly tán là thử thách
thân cảnh trai ngang, đến lúc sống dậy tình mới đẹp. Có trải phong ba mới biết rõ tùng bách cứng chân. Cũng như cây muốn nở hoa trổ lọc mùa xuân, phải chịu đựng rét mưa trơn sương cây rụng lá. Cũng như ca muốn qua long phải vượt qua ngàn sóng cả, mới đến dù môn qua kiếp được thành rồng. Thôi em vào nghỉ đi, kẻo ông vua ấy lại đến đây hả trời. Phương Đài, tại sao nàng chẳng vui khi tất cả mọi người đều hớn hở, một mình nàng thờ thẫn ngôi sai xuôi? Niềm vui đã chết từ một thuở, thương nhớ cha già lệ cứ rơi. Nhưng ba năm đã mãn, hết hạn kỳ nàng khép cửa thọ tan. Nếu mãn tan cha thì tôi lại phải để tan cho mối tình đầu đã chết. Hết thọ tan cha rồi tới Kim Bình, nghĩa là ta phải chờ đợi thêm 3 năm nữa phải không? Ta cho nàng biết, ta không thể chờ được. Tao bây giờ là 22 giờ. Đợi lệnh. Được, người mau cho gọi tới đây để ca hát làm vui cho hoàng hậu. Tâu dân, mời Phương hát vào. Nàng hãy ở đây nghe ca hát, ta trở lại hậu cung. Bạch Nổ. Dạ. Hãy ở đây hầu rượu. Tâu dân. Dạ, có Phương hát vào ý kiến lệnh bà. Dạ, xin chúc lệnh bà sống lâu trăm tuổi. Quan sát vô đã, Phương hát gì mà chỉ có 2 ông lão râu dài tóc bạc, người mang đàn, người chống gậy giống như là hành khách vậy. Thôi, mau mau đi chỗ khác chơi, đây không phải chùa hay âm, mà hai người kêu tới xin ăn. Ê, xin lỗi quan, sao quan có quan, khi về mọi người đổi tánh lại đi, nếu không tôi cứu quan. Sao ông dám gọi cứu quan? Cũng may lệnh bà vô trong, nếu không thì xử chém hai ông. Có lùi ra không? Chúng tôi đi hát, đâu dám đứt lòng, chỉ muốn kiếm cơm, xin quan bao dung. Ông thì biết điều, còn ông già bán nam bán nữ này hỗn xược quá. Nghe tôi hỏi hai ông nào là kép hát? Kép hát là cái ông què đi nạn đó. Trời đất ơi, kép hát mà què hát ai coi. Thôi thôi, ra ngoài giùm đi mấy cha ơi. Bạch Nổ. Dạ. Phường hát đâu, bảo hát cho ta nghe. Dạ có, họ tới rồi, đang ngồi chờ lệnh. Biết hát thì không em mấy cha? Sao chưa hát? Hát mau lên. Tôi xin hát đây. Một chiều xưa chim ơi chim bay về núi, chim ơi chim bay về chốn cuối trời sương tuyết mờ rơi. Một chiều xưa chim ơi cất cánh sâu bì, bay đi bay mãi không về rừng quê hương khúc bóng trăng trời. Rồi một hôm gió vàng mang tin buồn từ ai quán, cho trong rừng đừng đợi mong bóng chim hồng. Rằng một hôm giông tố lo miền quang sáng, chim chết rồi hát vui chốn trong tuyết mùa đông, tuyết mùa đông, tuyết mùa đông. Kìa ông, tại sao ông khóc? Ông là ai? Có điệu đàn ảo nào, có giọng ca ẩn chứa một niềm đau? Tôi là ai? Tôi là kẻ bỗng nhiên tật nguyền cằn cỗi, chỉ cần trong 3 khoảnh khắc để già nua. Tôi là người của dị vãng xa xưa, không lâu lắm mà như thành tiên cổ. Tôi
là người trời đã sanh ra để mà đau khổ vì yêu đương tàn tật đến hai lần. Tàn tật đến hai lần? Phải, một lần bị sát thương và một lần nữa, và một lần nữa trái tim tôi như chim gái cánh vùi thay trong da ba ơi. Tôi là kẻ ra đi vào mùa xuân năm trước, gánh nặng trên vai nỗi hờn non nước cất bước ra đi về nơi chốn quan ai xa xôi cách trở muôn trùng. Tôi có mang theo chiếc áo để che thân khi xưa tuyết lạnh lùng, đó là chiếc áo ngự hàng duy nhất từ tay người tình đã khoác dây một ba năm ly cách đôi nơi, áo dần gấp những lòng tôi nguyên vẹn. Giờ tình chung với bao lời ước hẹn khi bạn tình xưa như chiếc áo bạc phai màu. Dạ thưa bà, bà ơi, tôi có tìm gặp người yêu năm cũ giữa một đêm trời sáng trăng trong, mà nàng đang nắm tay men rượu hương phấn. Nàng không đi với tôi vì tôi là một kẻ thật nguyền, thân tàn tả râu dài tóc bạc với cung đàn sương gió đang thang. Bà ơi, trong khi nàng bước đi trên ngà ngọc trắng nhung chân thoát nhẹ gót hài qua tiếng lừ, thì đâu thể biết được lão ăn mày đau khổ khép nép cành quê riêng mà đợi đành người tình. Lão đánh đàn, mối tình của lão đầy đắng cay ngang trái. Nhưng tôi muốn biết, vì lẽ gì ông quá sao tàn tạ thế kia? Tôi muốn biết ông là ai? Tôi là người không còn tên tuổi nữa, muốn nhờ bà trả dùm một kỷ vật cho người xưa. Kỷ vật gì? Và trả cho ai? Là chiếc áo hồ cầu trả lại cái phương đài quận chúa. Trời ơi! Chiếc áo ngày xưa, chiếc áo hồ cầu, tại tôi ưu giai người xa biển ấy. Nay tôi trả cho hoàng hậu phương đài, xin trả cho hoàng hậu phương đài. Trời ơi, chiếc áo hồ cừu xưa tôi đã tặng cho Kim Bình. Ông cho tôi biết, có phải Kim Bình đã chết ở biên cương? Nhờ ông về đây trả tôi chiếc áo ngày xưa cho quận chúa phương đài. Kìa, sông lặng tĩnh mà nước mắt chảy dài. Đây chính là Kim Bình giả dạng. Ba năm nay lệ lòng tôi vẫn tuôn chưa cạn, cứ nhớ mãi bóng chia tay biển đi chẳng quay về. Anh Kim Bình, Linh bà ơi, tại sao Linh bà lại gọi tôi bằng cái tên Kim Bình? Nào xa lạ không quen. Phong xưa trời siêu lạ trước mặt.
mặt lên bà. Tôi là một chấm đen. Không, bà đừng nghĩ tôi là kim bình cái vàng. Đừng giấu em để chút khổ một mình. Vâng, chính tôi đây là bài tư Kim Bình. Trời ơi, Kim Bình, anh Kim Bình. Dạ không, xin hoàng hậu đừng chạm vào thân dơ bẩn mà đấu tay ngà bị ô bẩn như. Trời ơi, tại sao chàng không chút xấu xa cho tên con gái bị rơi vào cạm bẫy? Vì cứ về đây không chỉ vì tình duyên đau khổ mà vì những điều đau khổ lớn lao hơn. Nghĩa là sao? Nghĩa là lệnh bà đã hiểu thế nào là âm mưu ghê gớm, thế nào là cạm bẫy giết người, và hiểu rõ hơn ai hết kẻ ra tay gieo gió là ai. Vâng, em hiểu hết. Nhưng em phải làm gì đây? Chúng ta phải làm gì đây? Bác Bạch Nô sẽ thay tôi mà giải đáp với lệnh bà. Còn tôi xin cáo biệt. Anh Kim Bình, hãy đợi em theo. Xin quận chúa chớ nóng lòng mà hư đại sự. Ông, có phải ông đây chính là... Bạch Nô xin lỗi quận chúa, tha cho kẻ gia nhân cải danh đổi dạng. Má, trời ơi, má gắn râu mà con tưởng cha già mắc dịch cà chớn nào chứ. Má ơi, con nhớ má quá trời nha má ơi. Má, má cưới vợ cho con đi má, con muốn vợ quá trời rồi má ơi. Cưới gấp nghe má. Thôi gian ra mày. Mày biểu thằng Mộc Chinh nó cưới vợ cho mày. Xê, thằng chả cướp vợ người ta thì có, thân của thằng chả, chả lo chưa xong nữa mà chả lo cho ai. Má cưới vợ cho con đi má, cưới vợ cho con đi má nha. Dạ, đây là tờ hịch của hoàng tử Kha Cát và tướng Kim Bình gửi về kêu gọi diệt trừ phản tặc. Hoàng tử còn sống? Thưa quận chúa, còn đây là vật thứ hai. Vật gì? Chai độc dược. Kim tướng quân dặn quận chúa sẽ biết phải làm gì. Dân, ta hiểu, ta hiểu. Bác Nô, bác Nô lui ngay để thoát thân ra khỏi hoàng cung, mau đi. Bác Nô, hãy dẫn con theo với. Bác Nô, giúp đưa tiểu thơ đi lập tức. Đi đi. Mời tiểu thơ theo tôi. Đi đâu? Ô Bạch Nô, tài sai của Kim Bình và Kha Cát lẻn vào cung để đưa tin và dụ dỗ Mộc Kiều. Có phải gì không? Nói mau. Nói. Tôi là nô tỳ của quận chúa, ngài không được nói càng. Bà hãy lui ra. Còn Mộc Kiều tiểu thơ, xin mời theo tôi vào hậu cung lập tức. Tại sao ta lại phải theo ngài? Vì đại đế Mộc Chinh đã gả tiểu thơ cho phó soái Tích Cơ làm đại phẩm phu nhân, và giờ đây đại đế đang chờ để nói rõ mọi điều với tiểu thơ và sửa soạn tân môn. Không, không bao giờ có chuyện buồn cười như vậy. Tôi có phải món hàng đem gả giá để mà đổi trao buôn bán với nhau? Nhưng quả nhiên đây là sự thật, và kẻ này đã yêu nên xin cưới tiểu thơ. Ông đừng hòng hy vọng ước mơ. Tôi tin lời đại đế ban ra, chỉ như thành sự thật không thể nào khác được. Tôi thất cả anh tôi, không sao ép buộc tôi làm điều trái ngược. Mộc Kiều, em có biết kẻ nào làm trái ý ta là phải chết hay không? Nhưng em là em của hoàng huynh, không lẽ hoàng huynh bắt em phải làm điều trái ngược? Yêu Tích Cơ để làm hoa soái phu nhân là trái ngược hay sao? Nhưng em chỉ yêu Kha Cát. Cái gì? Yêu Kha Cát? Lặp lại lần nữa nghe. Em chỉ yêu Kha Cát. Trời, tiểu thư. Hoa soái ra ra. Đại quân, kẻ bao ác như anh, trời đất sẽ không tha thứ. Không hiểu là... Quân hả? Ngài không thể giết em ngài. Quân, để tiểu thư vào trong chữa trị. Còn bà, tên nội gián, tên mưu phản, phải cùng chung số phận với Mộc Kiều. Nằm đó mà chờ chết. Tích Cơ, dạ, theo ta. Dịch quan Tích Cơ, trước khi đi ngài hãy nhận vật này, thơ của Kim Bình. Bác đi. Tích Cơ
nghĩ tình bạn cũ, ta kêu gọi ngươi hãy mau tỉnh ngộ, xa lánh kẻ gian, để lo phục hồi dư việc kim bình. Ngài nghĩ sao về thơ ấy? Và ngài nghĩ sao về hành vi sắc máu của tên vua hung bạo hơn cả loài tu la? Mà ngài đi phụng sự cúi đầu làm tay sai, rồi mai mốt tới biên ngài. Bác ơi chào thầy rõ ràng rồi, lời bạn xưa nghĩa tình nguyên vẹn. Kẻ sắp ly trần hy vọng ở tích cơ. Bác nội ơi sạc mau gớm gây ngoài sức, con tưởng tượng như vừa tỉnh cơn ác mộng thần khi đảo điên tinh thần bận loạn muốn trốn thật xa, nhưng đã trót dân thân vào dòng cương toa thì biết làm sao thoát khỏi trùng dây của tên bạo chúa điên cuồng. Kim Bình ơi, em đã cãi lời án làm cho sụp đổ nghĩa kim bằng, vì rối loạn tình yêu và danh phận em biến thành ngủ mùi u mê. Bác nô ơi, bác hãy sống và tha thứ cho tất cơ, và hãy sống mà thêm cuộc cờ thay đổi. Con xin thề phải đền bù bao tội lỗi bằng tính mạng của tích cơ để hồi phục dương triều. Bác tin lời của cháu, và cháu hãy cho bác gặp Phương Đài và Bạch Nổ tại đây. Xin vâng. Hoài sai tích cơ, tại sao chưa vào ý kiến? Dạ, tiểu tướng vào đây. Trời ơi, bác nô dương mẫu. Phương Đài, con hãy ráng giúp cho hoàng tử và Kim Bình phục nghiệp, cho bác nhân về thằng nổ rằng nó phải ráng nên người đừng nô dài. Theo Kim Bình làm người tốt lại, xin bảo trọng bỏ xa con, lời căn dặn con kính lo tròn. Má, trời ơi, má của tôi bị ai nỡ nhận tâm ra tay hạ sát? Má, chính là Lữ Mộc Chinh. Lữ Mộc Chinh, trời ơi, người ta đã giết má tôi không hề nghĩ đến công tôi đã ba năm kề cận hễ chinh đâu thì nấu đó. Vậy mà người ta nỡ quên công tôi, nịnh nấu nỡ xuống tay giết mẹ của tôi. Đành vua ơi, sao không thương mà chút tình, thằng nổ này đã từng cúc cung tận tùy, đã từng làm trâu ngựa cho vua cởi chẳng tinh công, săn sóc cho vua từng tấm áo manh quần, lúc vua buồn nổ làm hề cho vua cười cợt, vua muốn kiếm cá thì nổ đây sẵn sàng làm thơ. Thật nguồn trong tôi dài công nghìn nọt một đời. Giờ thì con đã rõ mặt bảo chúa chưa con? Dạ con rõ rồi, con rõ rồi má ơi. Con hứa với mẹ, từng phản khúc nữa mẹ mới yên lòng nhắm mắt. Má, má đừng bỏ con má ơi. Má đừng lìa bỏ dương trần, chờ con hiểu được. Tại trước con khờ theo phường ác độc, xin má thứ tội cho đứa con bất hiếu điên khùng.
dương nữ khổ đau là quân chúa phương đàn. Hãy gắn mà giữ yêu chúng và giữ đạo làm người. Còn bạch nô thật thà khờ dại, không hiểu cái gì là đen trắng ai gian. Lữ Mộc chính là một bảo chúa tham lam và nham hiểm đầy mưu thâm kế độc. Hãy đang giúp Kim Bình trừ gian diệt ác, đưa hoàng tử lên ngôi mà hồi phục dương triều. Ba, tôi vĩnh biệt các con. Nhưng mà ba tôi chết rồi ba. Thư Yên, có phải nàng vừa nhắc tới tên ta, cái tên Kim Bình vô dụng? Dạ không, xin tướng quân đừng nói vậy. Kim Bình lúc nào cũng là niềm hoài vọng của ngài Mai Phục Nghiệp. Nói lâu, ai lại đi hoài vọng với một tên què? Dạ dạ, xin tướng quân bớt giận. À, ta xin lỗi nàng. Nàng lo nhóm lửa cho ta sưởi lạnh và dọn sẵn mâm cơm cho kẻ bại tướng này dùng. Vậy mà ta không có một lời dịu ngọt. Ta xin lỗi nàng. Phải, lời dịu ngọt của một tướng soái dầu trong cảnh nào cũng là tiếng ngọc tiếng vàng, để dành riêng cho người mộng ở cung sâu, chứ đâu phải cho tôi một nữ tỳ hèn hạ. Thưa Yên, nàng nói gì và tại sao nàng lại khóc? Ngài ơi, tôi khóc đây là khóc cho cuộc đời vô vọng của một đóa hoa rơi rụng dưới chân. Nó đã tàn tay rất từ lâu rồi, nó đã xa lìa sự sống sau những ngày u mộng tịch phương. Cát bụi sẽ phủ lên mình nó, để rồi mưa nắng thời gian không còn biết nó là rằng đời hoa tàn ấy phải chính là đời tàn tạ của Kim Bình không? Có phải không Thư Yên? Nàng hãy nói đi. Dạ không, tôi muốn nói đời hoa ấy là tôi, là một Thư Yên đã mấy năm hầu hạ dưới đất này. Ngài ơi, tôi đã yêu, nhưng tôi không có quyền thô lộ, vì tôi đã lầm yêu. Hương tình của thuở ban đầu nhạt phai, thì tôi đâu còn có thể nói yêu ai với thân phận tội ta. Kìa, có quân binh đi tới. Có thể nào quân của Lữ Mộc Chinh? Thư Yên, nàng hãy mau ẩn mặt đi. Vâng. Thư Yên, Kim Bình, Phương Đài, lệnh bà lại đến đây. Lệnh bà? Trời ơi, nhục. Nhục? Tôi nhục hay là bà nhục? Lệnh bà hãy về đi, vì nơi đây là hang núi Quan Sơ, nơi lẩn trốn của một con người có tội. Phải, tôi phải đi, vì tôi không thể làm một kẻ thứ ba trong bức tranh rừng tuyệt đẹp. Lệnh bà, xin lệnh bà đừng nghĩ lầm một việc chưa xảy đến trong 3 năm nay. Trời ơi! Thưa lệnh bà,
Có phải ngày xưa người tôi yêu có cái tên Phương Đài huyền diệu? Bà có nhớ không? Kim Bình ơi, em cũng biết mong lành xưa không mong kết hợp, cho nên em đến đây để cùng nhau bôi xóa một câu thề. Một chiếc phiêu lưu như phong cánh chim non trong trời chưa bao, dẫu mệt nhọc dẫu gian lao, em vẫn không nài sơn khi cách trở, miễn sao em tìm chưa gặp mặt người yêu, để em chút chơi hồ lệ rồi chia tay hai ngã rẽ đuôi. Thật tha thiết làm sao, tiếng nói của bà làm rung động cả tim tôi. Nhưng tôi biết trước là lệnh bà muốn gặp tôi để nói một lời thề năm buồn. Có đúng vậy không? Có đúng không lệnh bà? Anh ơi, nắm lấy tay em, dù sống chuyện ơi âm tình thương, hẹn nhau mùa xuân ấy ta. Lời hẹn kia chỉ mang đến với tôi một sự thật hài hùng. Sự thật cay nghiệt tôi vào ngục tù trường giả, và chiếc nơi lòng em tất cả mong đầu xuân. Tôi suốt 3 năm em cô độc một thân, chống chọi với tên hung thần độc ác. Tháng năm dài không giới được mắt, vẫn chịu tiếng quan là lệnh bà. Xin lệnh bà hãy khoan đi, đừng bỏ rơi tướng quân Kim Bình đang đau khổ. Thư Yên, một thời gian hai ý nghĩa, tôi đã hiểu Thư Yên rồi. Phương Đài đâu rồi? Lữ Mộc Chinh đang tới đây, xin Kim Bình và Thư Yên lánh mặt đi mau. Kìa Phương Đài, tại sao đang giữa giờ đại lễ tân hôn đưa nàng lên ngôi hoàng hậu? Nàng vừa chút rượu giao bôi cho trẫm xong thì nàng len bỏ đến đây để làm gì? Kim tên bại tướng Kim Bình vô dụng ấy phải không? Phương Đài, nàng mau lên ngựa cùng trẫm về cung lập tức. Chim đã sổ lòng mới được bóng bắt lại. Phương Đài, tại sao ta chọn gian? Phương Đài đâu? Nàng hãy đến với ta, mau nắm lấy tay ta. Tại sao ta nghe nhịp tim ta yếu dần? Hãy chăng ta sắp chết tại nơi đây? Tại sao hả? Lý tưởng mới dựng lên rồi, lý tưởng ấy là tường thành ngăn cách, không cho con ác quỷ Mộc Chinh được chạm đến một con người. Phương Đài, nàng nói gì? Mi phải chết để đền tội phạm nước hại dân, và để ta vĩnh viễn được rồi xá con quỷ dữ, vì mi đã uống vào độc dược của ta rồi. Độc ta? Phương Đài, sáng hôm nay tôi đã biến thành đạo phụ, đã trở thành một vị phán quan truyền bán lĩnh tử hình cho tên bảo tướng phản loạn. Không, Lữ Mộc Chinh không bao giờ chơi. Bệ hạ ơi, bệ hạ. Điều gì? Hoàng tử Kha Cát đã hồi chiều, quân tướng mở cửa thành hàng phục. Ai làm việc đó? Kẻ đã tỉnh rồi cơn ác mộng. Đứng cơ đi. Ta đã thảm bại rồi sao? Đúng, ngươi đã thảm bại rồi. Người đang hấp hối lìa đời, trả lại sự sống cho bao người. Hoàng tử đã lấy lại
anh Kim Bình, quận chúa Phương Đà, tiểu thơ Thư Yên, xin mọi người hãy tha lỗi cho Tích Cơ này. Thôi, kẻ bảo tàng đã chết, người lạc lối đã hồi đầu, quá khứ đau khổ đã qua, tương lai tươi sáng đang tới. Nè, chúng ta cũng nên mừng, mừng vui đón xuân dày, hết cảnh tan thương. Tao cùng hạnh phúc đủ đầy, tàn biển thấy lại. Dương triều nay đã phục hồi, đang cần chung sức chung lòng xây dựng nơi ấm dương lành. Nhưng tương sầu đau suốt kiếp đời, còn nhủ lòng chương trình mà thiên còn tiếng khôi quay đầu. Cuộc đời Tích Cơ lỗi lầm của mai còn câu hiếu trung, cố tình xin dày danh rạng núi sông